Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và biết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em từ bài số 8 tới bài 12 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em từ bài 13 tới bài 16. Ok, ta sẽ đi sang vào cái bài 13. Bài 13 các em. Người ta hỏi gì đây? Dân số B tính theo nghìn người của một thành phố nhỏ được cho bởi công thức này. Trong đó T thời gian, tìm tốc độ. Tốc độ gần như là người ta hình dung là vận tốc ấy. Nghĩa là người ta cứ nhớ này, tính vận tốc hay tốc độ thì nó chính là đạo hàm bậc 1. Gia tốc thì đó chính là đạo hàm bậc 2. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính đạo hàm bậc 1 của cái B BT này. Nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tính B'T ấy. Ta hiểu không nào? Ta có này, B'T sẽ bằng cái B'T này sẽ bằng là 500T trên T bình phương cộng 9. Chúng ta đạo hàm ở đây. Đạo hàm này thì chúng ta áp dụng cái công thức đó chính là U chia V đạo hàm này. Các em hiểu không? U chia V đạo hàm thì theo công thức chúng ta là gì? U đạo hàm nhân V trừ cho U nhân V đạo hàm và trên đây cho V bình phương. Áp dụng thức này. Như vậy ở đây chúng ta có 500T đạo hàm nhân ở đây cho T bình phương cộng 9 trừ 500T nhân ở đây cho T bình phương cộng 9 đạo hàm. Nha. Đó. Chia cho gì? T bình phương cộng 9 bình phương. Các em rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi tiếp tục. Đạo hàm của 500T thì bằng 500 nhân đây cho T bình phương cộng cho 9 trừ 500T. Đạo hàm của thằng này thì bằng 2T đúng không? Bằng 2T. Tại vì đạo hàm của 9 thì bằng 0 à. Ở đây là T bình phương cộng 9 tất cả bình phương ở đây. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta nhân ra, khai triển ra. Ở đây trở thành là 500T bình phương cộng 500 cộng 9 ở đây là bằng 4500 đúng không? Ở đây là 500 nhân 2 là 1000 T bình phương trên T bình cộng 9 T bình. Như vậy B'T 500 mà trừ cho 1000 thì kết quả ở đây sẽ bằng là 4500 trừ đi cho 500 T bình phương đúng không? Rồi, tới đây chúng ta chỉ việc thế số vô. Rồi, tới đây là chúng ta ghi là vậy. Tốc độ tăng dân số tại thời điểm T bằng bao nhiêu? Bằng 12 là đúng không? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ tính cái B'12 này. Chỗ nào có T chúng ta thế bởi là số 12 vô trở thành là 4500 trừ đây cho 500 nhân đây cho 12 bình phương chia ở đây cho 12 bình phương cộng 9 tất cả bình phương ở đây. Ở đây sẽ gần bằng. Ta bấm phân số này. 4500 trừ đây cho 500 nhân 12 bình phương đúng không? Mở ngoặc ra ở đây 12 bình phương cộng 9 đóng ngoặc lại, bình phương ở đây tiếp. Đây nha. Bằng âm 2,88. Tại sao tốc độ tăng trưởng dân số nó lại âm? Nghĩa là nó trở thành là dân số già nghe, nghĩa là bây giờ người ta không để nữa. Nghĩa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử thì tỷ lệ sinh nó rất là thấp mà tỷ lệ dân số già thì nó lại cao, nên nó lại âm nghe mà. Chứ nếu như những nước đang phát triển thì cái tỷ lệ tăng dân số lúc nào nó cũng dương. Ví dụ như là Nhật Bản nha, Nhật Bản thì nó sẽ trở thành là dân số già. Dân số già nghĩa là nó rất là hạn chế sinh nghe, toàn người già không à. Nó rất là không chịu đẻ nữa nghe, không chịu đẻ nữa. À, còn Việt Nam mình những cái vùng thầy nói với em vùng Tây Nguyên giống chỗ thầy đang ở, thầy nói với em là đẻ ghê lắm. Một người mẹ có thể đẻ 3-4 đứa con là bình thường. Còn bây giờ ở thành phố nội thành thì thấy một con là hết đắt, hoặc là hai đứa là hết đắt nha, chứ không đẻ nhiều. À, rồi ok, chúng ta sẽ đi sang bài 14 các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi sang bài 14 nha. Ở đây người ta hỏi như đây. Cái hàm số SR bằng 1 trên R mũ 4 có thể được sử dụng để xác định sức sản S của dòng máu trong mạch có bán kính R.
Tìm tốc độ. Tìm tốc độ nghĩa là chúng ta đi tìm S phẩy R đạo hàm bậc 1 khi ở đây R 0,8. Em hiểu nè. Như vậy thì bây giờ này, chúng ta xử lý số liệu này trước. Ta có này, SR thì bằng 1 phần R mũ 4. Để như này thì đạo hàm nó khó nha. Đạo hàm, tại vì ở đây chúng ta có 1 phần U. Có 1 phần U. Chúng ta áp dụng công thức đó cũng được. Coi như R mũ 4 này là U. Em hiểu không? Còn các em không thích như này thì chúng ta nên áp dụng cái công thức này. 1 trên R mũ 4 thì nghĩa là R mũ mũ gì? Ở đây là âm 4. Đúng không? Âm 4. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng công thức U mũ N hoặc là X mũ N. Rồi nè. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra S đạo hàm của R này sẽ bằng đạo hàm của thằng này. Thì cái thằng này xuống là âm 4 xuống đây nhân R. Ở đây âm 4 ta tiếp tục trừ 1 ở đây thì kết quả đây sẽ bằng âm 4 nhân R mũ mấy? Âm 5. Như vậy S R đây sẽ bằng âm 4 một R âm 5 nghĩa là bằng 1 phần gì? R mũ mũ 5, hay nó cách khác là trở thành là âm 4 trên R mũ 5. Đó. Thì bây giờ chỗ nào có R chúng ta thế bởi 0,8 như vậy. Như vậy cái tốc độ, ở đây người ta nói tốc độ thay đổi. Đấy, người ta hỏi nè, tốc độ thay đổi của S theo R khi R bằng 0,8 là. Là thì bây giờ chúng ta thế chỗ đây nè. Như vậy bây giờ S phẩy ở đây 0,8, ta lấy âm 4 trên ở đây cho 0,8 mũ 5. Bằng. Bấm máy tính thôi. Có máy tính rồi mà game. Quá ư là thuận tiện đúng không? 0,5 ta mở ngoặc ra đóng ngoặc lại mũ 5 ở đây. Âm 1. Ê, 0,8 chứ. Thì bấm nhầm à. Âm 4. 0,8 nhé. Mũ 5 ở đây. Đây em, âm 12,2 em. Gần bằng đây là âm 12,21 em ạ. Rồi. Nha. Xong rồi nha. Giải quá chi tiết cho các em từng bài luôn mà. Hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Đâu có gì phải bỏ đâu. Ở đây nhiệt độ cơ thể người trong thời gian bị bệnh cho bởi công thức này. Đây, lại là tốc độ này. Tốc độ nghĩa là ở đây T nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ tính T phải T. Vậy thôi. Ta có T phải T. Đạo hàm của cái thằng dạng đa thức này thì quá dễ nghe mà. Ta đạo hàm này thì chứng tỏ T phải T này sẽ bằng là 2. 2 nhân 0,1 là bằng 0,2T cộng đây cho 1,2. Thì bây giờ chỗ nào có T chúng ta thế bởi 1,5 vô đây này. Là sao? Nha. Ta ghi là vậy. Tốc độ. Đây, chúng ta ghi chỗ này này. Tốc độ thay đổi nhiệt độ cơ thể thời điểm T bằng 1,5 này. Đấy. Chúng ta ghi vô nha. 1,5 là. Ghi câu này này. Bỏ từ tìm này đi. Bỏ từ tìm này đi. Chúng ta ghi câu này. Đấy. Ghi câu này. Ok chưa? Trình độ 11 rồi thầy nói thì chắc rất là dễ hiểu đúng không? Chả gì khó hiểu cả. Ở đây là 1,5 sẽ bằng là âm 0,2 nhân cho 1,5 cộng cho 1,2. Phải. Như vậy thằng này là bằng bao nhiêu? Thôi bấm máy tính đi. Nhầm đau đầu lắm nha. Âm 0,2 nhân 1,5 cộng ở đây cho 1,2. Bấm cái rẹt gì cho nó tính cho nhanh cho rồi thì chính xác này. Nhân 0,9. Rồi, ok, xong. Vậy đó. Các em rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng dành cho em nha. Bài 16. Những cái bài này tính ra nó lại dễ các em. Cứ nhớ là cái vận tốc hay là tốc độ thì nó chính là đạo hàm bậc 1. Còn cái gia tốc là đạo hàm bậc 2. Vậy thôi. Được không nào? Cái hàm số này có thể được xác định. Rồi, nhịp tim 600 ml máu. Rồi, tìm lại là tốc độ này. Tốc độ khi V ở đây sẽ bằng 80. Nghĩa là bây giờ chúng ta đi tính R gì? R phẩy V á. Tính đạo hàm bậc 1 của thằng này. Quá dễ em ha.
ta có R phẩy V sẽ bằng là 6.000. 6.000 ở đây chúng ta sẽ đưa nó ra đây, nhân đây cho 1 trên V đây, đạo hàm đây, thì đây ra được 6.000. 1 trên V thì nó sẽ có là nhân ở đây cho âm 1 trên V bình phương theo công thức, thì sẽ bằng là âm 6.000 trên V bình phương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi cái thằng này lại này. Vậy tốc độ, đây, bỏ cái từ tìm này đi, bỏ từ tìm này đi nha, chúng ta ghi từ đây này, chúng ta ghi từ đây cho tới chỗ V là, thêm chữ là vô nha. Ghi hết cả câu đấy, V đây bằng 80 là, thì chỗ nào có V chúng ta thế vô, ở đây 80 sẽ bằng ở đây là âm 6.000 chia cho 80 bình phương sẽ bằng, ở đây là âm 6.000 gì vậy? Rồi đây nghe, âm bằng là âm 0,9375, được chưa? Xong rồi đó, hiểu không? Vậy thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip tiếp theo ở cái phần hình, thầy sẽ quay cho em ở chương 8 nữa các em nha. Ok, chúc em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy quay cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Đẹp luôn.